Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu uh, chiếc máy bánh trưng được ra mắt vào năm 2019 để kỷ niệm 100 năm thành lập của Olympus. Đây là chiếc máy dùng rồ ha, khi ra mắt thì nó có một cái mức giá tới 3.000 đô. Thì bây giờ 2024 sau 5 năm thì nó còn lại cái uh, hàng cũ trên thị trường giá chưa tới 20 triệu. Rất là tốt cái lý do là vì cái dòng này nó không có được ưa chuộng ở Việt Nam mà nói về tính năng thì con này thật sự khủng à, chống rung năm trục có thể chụp liên tục 60 hình trên dây với cái màn chụp điện tử với màn chụp cơ thì 10, 15 hình trên dây đây mình thử này chuyển qua chế đầu chụp liên tục Phải. ok rồi mình sẽ nhấn thử ha thì lưu ý cái này là mình chỉ mình chỉ thử với máy của mình thôi nha còn nếu mà máy của người khác mà 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 bạn, mà bạn mượn thử là sẽ bị giờ sẽ bị ăn đòn liền á rồi bắt đầu à, Như một cái máy khâu Đây à cái máy xào à. sau mấy năm trời ngoại hình nó vẫn còn rất đẹp cái máy này chắc là cũng không có sử dụng nhiều Đây, thì tổng quan nó có một cái uh, khe thẻ nhớ ở đây mở bằng cách mình vặn cái này ha đó ở đây có hai khe thẻ nè hỗ trợ được tới uh, chuẩn UHS2 rồi dưới này là khai pin Đây, hai pin đây trong là chứa hai pin đó thì tổng ở đây là có bốn pin nè xài chắc là vô tư luôn Đó. đây là dòng rồ nó được thiết kế có cái bán cầm ở dưới luôn để mình chụp à. chụp ngang chụp dọc đều ok rồi mình check sót thử của cái máy này ha đề menu mở nguồn menu qua phải info ok lên xuống trái phải bấm nút chụp bấm nút lên đây rồi cuối cùng ra rồi thì mình bấm qua phải để mình qua cái trang hai ha đây là cái số sót của con này hiện tại là cái mang chụp cơ của nó chụp được tới 22 tấm Nói chung với cái dòng rồ này thì cái số sót đó là nó quá bình thường luôn Có thể lên tới 500 000 hay là 1 triệu sót gì đó vô tư Nhìn rất là vui Máy cảm biến M43 trong một cái body rất là, là bự ha mình gắn thử cái len cái len 4 4.5 cm gắn vô rất là vui chụp thử ha bật nguồn chụp thử À, rồi thì hiện cái máy này đang được bán với mức giá là gần 20 triệu thôi thì anh em nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp mình Ok xin cảm ơn mọi người